đâu. Thần cá khủng long luôn. Ôi Tưởng coi nè Tưởng, hôm bữa nay tao nghe phóng gầm gầm luôn, tao tưởng là mày phóng không á. Trời ơi, thấy không? Làm món gì ăn nhờ? Hả? Làm gì ăn? Sao được? Nấu cháo hay gì? Hay kho? Kho nấu cháo ăn nha. Ôi khi sáng á, em có được con cá lóc rất là to và ngon luôn các bạn, thì em đem đi kho khô em ăn với cháo trắng nè các bạn ơi. Hôm nay em thấy sức khỏe em không được ổn lắm cho nên em hơi bị yếu giọng chút xíu nha các bạn. Bây giờ em sẽ mời các bạn cùng thưởng thức với em nha. Em ăn với cháo trắng nè các bạn ơi, cá kho khô rất là thơm luôn, em kho trong cái nồi đất này nữa thì rất là ngon luôn á các bạn. Do hồi nãy á các bạn, em nấu rồi cái em bỏ em đi mua thuốc á cho nên nó bị đặc cháo đó các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ơi. Yeah.
Chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn nếu yêu quý kênh của em thì nhớ cho em xem một lượt like và một lượt đăng ký kênh, chia sẻ mọi người cùng biết để ủng hộ cho em nha các bạn. Em xin chào.